chúa, hoàng tử Ai Cập này kia. Và cái công tác chuẩn bị đó thấy rất là rôm rã và có một nhóm thu hút mọi người, và nhóm đầu tiên đó sẽ là nhóm sơn tinh thủy tinh. Thank you.
vui. Thank you.
này mà chỉ ngã xuống đây. Khơi thông cùng với đầu vào, thông tin yêu và ồn cào. Mà ba lời ngã lời vào, một ngày với nhau nhau. Nhau nhau, nhau nhau. Một ngày với nhau, mà chỉ có nắng nhau. Thì ngay cả con trang chân thương vào. Thế này nhau, thì chưa thấy nhau. Có lẽ là bạn nhìn thì bị đến ngày chúng ta có chung chi.
Em tới nhà bà Tùng chưa? Dạ, tới rồi, tới rồi. Em, nhà chưa tới chị? Chúng ta dù sao cũng là người dân biết ăn. À, có ăn biết thọ. Khi tới nhà khác, chúng ta phải đàng hoàng, lịch sự, nhỏ nhẹ, tá gì, gọi cho chị. Chị à, chị nói vậy người ta đánh giá được chứ. Thank you.
Dạ, tia là nữ mà. Biết như là nữ, em sợ hoài, em phải hát ở hội chợ lưu con đúng không? Dạ, phải vậy, em là nữ, em là nữ. Chứ là nữ là sao không có? À, mà tôi có làm gì mà, nhanh đi, còn hai bóp rồi. Ở ngoài hình chữ Y, mai chị ta đã tìm được ý trung nhân để riêng cho mình. Con nào? Con nào mà gây các bạn? Con nào? Con nào xin ra cho chị? Con nào? Trời ơi con ơi, gây các cô ơi. Chưa thể hỏi bây giờ. Thì con
là chán vợ. Mình xưa gì không? Còn thử thích phụ nữ quá vậy đó. Để mình đi gặp còn thử hỏi cha mẹ rồi. Ôi, hồi mày kim của mình đã đến rồi sao? Chẳng lẽ mình sẽ được gặp thầy khẩu? Thì không được, không được. Còn ước mơ anh vẫn phải lớn của mình như vậy. Nhưng mà mình phải đi gặp hoàng tử để mình được làm hoàng hậu. Mà mình cũng phải đẹp nữa. Rồi, quần áo đẹp xây đâu đây? Trời ơi, quần áo đẹp con đâu kìa? Tìm tới đây. Sao con? Không. Cuối cùng
Bye.
chứ quạnh lên cho mẹ ta. Quạnh mẹ mẹ quá thôi. Em à, mẹ của quạnh là quyển nha. Không phải sắp được đâu. Mẹ muốn các con phải yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta phải
Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.